Tình hình Trung Đông vốn đang căng thẳng nay càng thêm sôi sục hơn sau hai vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Iran và thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Những diễn biến mới này đang có nguy cơ đẩy khu vực vào một cuộc chiến trên diện rộng, làm trầm trọng thêm tình hình khủng hoảng đa chiều vốn đang rất thảm khốc tại khu vực. Theo tờ Jerusalem Post, các nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng Iran đang lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày lễ than khóc Tisha B'Av để đáp trả vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Lễ Tisha B'Av diễn ra vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 8. Cũng theo báo này, cuộc tấn công của Iran được cho là sẽ có sự phối hợp với lực lượng Hezbollah ở Liban. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã nhấn mạnh tiến hành các hành động đáp trả nhằm vào Israel giờ đây là nghĩa vụ của Iran. Các lực lượng như Hamas, Hezbollah, Houthi cũng chuyển đi các thông điệp tương tự. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này. Israel đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống, cả phòng thủ lẫn tấn công. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại chúng tôi. Trước nguy cơ sắp xảy ra giao tranh lớn tại Trung Đông, Mỹ và Anh đồng loạt tuyên bố gửi thêm quân tới khu vực như một động thái răn đe đối thủ và bảo vệ Israel. Để ứng phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công, Lầu Năm Góc đã quyết định thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bằng USS Abraham Lincoln và tăng cường sự hiện diện của các tàu tuần dương, tàu khu trục và các đơn vị phòng thủ tên lửa ở Trung Đông. Hơn nữa, một phi đội máy bay chiến đấu bổ sung cũng đã được điều động đến khu vực để tăng cường khả năng phòng không của Mỹ. Bộ trưởng Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel Gallant về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran, các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối đối với an ninh của Israel và thông báo cho Bộ trưởng Gallant về các biện pháp bổ sung, bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà Bộ sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel. Các chuyên gia địa chính trị cảnh báo rằng tình hình hiện tại có thể dẫn đến một vòng xoáy khó kiểm soát với việc các hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay đến Israel và các dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn. Khu vực Trung Đông đang bước vào một thời điểm đầy bất ổn. Các cuộc tấn công gần đây đã làm tăng nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện và có thể có những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho Israel và Iran mà còn cho toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế. Thông tin về tình hình chiến sự Gaza. Quân đội Israel xác nhận đã không kích vào một trung tâm kiểm soát và chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas nằm trong khuôn viên trường học. Vụ tấn công khiến 17 người thiệt mạng. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết ngôi trường Hamama ở thành phố Gaza là nơi trú ngụ của nhiều người Palestine sơ tán do xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Quân đội Israel cáo buộc trường Hamama được Hamas sử dụng để chế tạo vũ khí và là nơi ẩn nấp của lực lượng này. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ cáo buộc trên của Israel. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8, các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã khiến 6 người trong một ngôi nhà ở khu vực phía nam thành phố Rafah và 2 người khác ở thành phố Gaza thiệt mạng. Theo báo Ukrinform, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don của hạm đội Biển Đen của Nga tại cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Theo báo này, thì Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận vụ tấn công trong một bài đăng trên Facebook và cho biết sau cuộc tấn công thì tàu ngầm đã bị chìm ngay tại chỗ. Ukraine cho biết thêm, tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don có thể phóng tên lửa hành trình Kalib trước đó đã bị hư hại đáng kể trong một cuộc tấn công vào tháng 9 năm 2024, nhưng Nga đã sửa chữa lại. Con tàu này ước tính có giá khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Hiện giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris đang bất đồng quan điểm về cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ tranh luận trên kênh Fox News vào ngày 4 tháng 9, trong khi bà Harris yêu cầu ông phải bám sát lịch trình tranh cử ban đầu. Cựu Tổng thống Donald Trump trước đó đã đồng ý xuất hiện trên kênh ABC News và tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden lần thứ hai trong năm nay vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 8, ông Trump cho rằng cuộc tranh luận trên ABC News đã kết thúc vì ông Biden không còn là người tham gia và vì bản thân ông đang trong vụ kiện tụng với ABC News. Ông Trump đã đề xuất tranh luận với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Trong khi đó, bà Harris cho biết bà có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận như đã lên kế hoạch ban đầu trên ABC News. Bà Harris viết trên nền tảng mạng xã hội X.
Thật thú vị khi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào lại trở thành một thời điểm cụ thể, một không gian an toàn cụ thể. Tôi sẽ ở đó vào ngày 10 tháng 9 như ông Trump đã đồng ý. Tôi hy vọng sẽ thấy ông ấy ở đó. Người phát ngôn của bà Harris, Michael Tyler, cho rằng ông Trump đang sợ hãi và nhóm chiến dịch tranh cử của bà Harris rất vui khi thảo luận thêm về các cuộc tranh luận sau cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 mà cả hai chiến dịch đều đã đồng ý. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ngày 2 tháng 8 thông báo bà Harris đã hội đủ số đại biểu cần thiết để nhận đề cử của đảng trở thành ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Trump đã nhận đề cử từ Đảng Cộng Hòa tại Đại hội Toàn quốc vào ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris đang bám đuổi sát sao ông Trump, vốn dẫn trước đáng kể so với Tổng thống Biden khi ông chủ Nhà Trắng còn là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ.